Nhưng mà lại chi nâng đỡ nhiều lắm, mọi người hát chi sướng lắm, tức là phần nào khó phần nào bè hay gì làm hết, là kỹ năng của tôi ngày càng tụt lùi thất bát. Tôi đỡ thế là mình cùng lan 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 lại với nhau thôi. Bây giờ thì chắc đã tặng mọi người một bài, mọi người nghĩ ra cái không khí này chắc mọi người đang rất là cần đúng không ạ? Mọi người đang cần mưa đúng không mọi người? Thì hai đứa luôn thì cũng có một cơ số bài mưa thì mình lại hát để mọi người là cầu mưa cho mọi người có một cái mùa hè nó đỡ nóng hơn. Xin mời cùng đến một tiếng cúc mưa của Trung Quốc và Thủy Chi. Nhưng mà cái chuyện là vậy, hồi nãy tôi Quân nói rằng là tôi mời cơ duyên mà tại sao có cái cảm giác năm nay là mời anh Đức Chính lần đầu tiên. Và tôi thú thật với các anh cái chuyện rằng là cái show năm nay là tôi xúi, đúng không Quân? Mà tôi xúi là vậy, tôi nói rằng là lấy cái show năm ngoái đi lưu diễn mà làm sao đó thì nó là làm show mới. Tức là đúng ra là chỉ là lấy cái show năm ngoái đã có rồi mà đi tour tự nhiên là bày ra thêm rồi mà rồi bày ra rồi lại cực tour giống ai chứ đó, lại làm nhạc mới, tức là làm bài phối mới nữa. Nói như thế kể cho các chị nghe cho vui, có nghĩa là nhiều khi có những cái ý tưởng nó bắt đầu từ những cái rất là nhỏ và những cái rất là ngẫu nhiên, tức là suối dài là tôi mà còn làm dài là các bạn này. Và cuối cùng thì bày ra thì tôi phải ăn cái hết thôi chứ không có ai hết, nên là phải ngồi vô và làm và lại có show mới và lại có ý tưởng mới và lại tiếp tục có cái để cho là chơi chung với nhau. Và tất cả là như thế này, nếu như Trung Quân trong cái thời gian này mà không làm show
thì không có thời điểm nào đẹp hơn để làm. Mà đã làm một cái thành công rồi, không có lý do gì mà mỗi năm làm cái nữa, đúng không ạ? Và ít nhất là năm nay và năm sau. Đừng nói mỗi năm, lúc năm nay xong, đưa đến mỗi năm chết rồi. Là lúc nào á cũng vậy hết trơn đó. Các bạn ở đây, các anh chị, các bạn bè tôi thấy cũng nhiều lắm. Là lần nào mình đi nhậu xong đó mà nó có thề nọc, không bao giờ nhậu nữa trơn. Rõ ràng là thề đủ thứ hết trơn. Bạn này cũng vậy, hôm trước là lúc mà làm show xong nó không làm cho mệt quá rồi, em một tháng hay là một tuần gì quên rồi, là không có hát nữa, không ngồi dậy nổi, đúng không? Tức là sau cái show là cục luôn. Mà rồi bạn đổi thừa là tại vì anh cho em hát nó cao quá, nó cao là tông của em chứ anh đâu có chọn đâu, mà đó là tông của em mà. Nhưng mà có điều là mỗi lần bạn hát đã có 10 bài thôi, tao cho bó cái đó đã được trong đó, thì 20 bài là nặng đu chứ có tiền. Hát xong rồi một tuần không ngồi dậy nổi. Thành ra là thế nào là... Xong thì muốn nói với anh Phúc với lại trưởng lý thì tự nhiên mọi người tự nhiên hẹn nhau đi họp, xong rồi tự làm nữa. Ban đầu thì mọi người tính làm tour thật, tính làm cái tour kiểu như là các tỉnh thành như là Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt các thứ. Nhưng mà sau khi bàn khoảng đi họp khoảng 3-4 lần thì mọi người anh Phúc nói thôi, làm bà đó cái bự đi, rồi tour cái gì đó đây. Đây là cái gì thì đó thì thôi, nên là thôi thì anh thích cái bự thì thôi em làm cái bự. Dạ, nên là tại vì thật ra mọi người biết, ví dụ mình chọn điểm và mình dồn hết sức cho nó thì nó sẽ, quân định nó sẽ tốt hơn là mình đi nhiều nơi. Thì nói chung là quân thật sự anh Trí nói là nằm một tuần là mình muốn, tại vì sau con số là quân nằm hẳn 10 ngày không đi ra đường luôn, tức là kiểu mình bị không còn một chút năng lượng nữa, quân nằm 10 ngày trời không đi hát, không làm gì, không tập thể dục, không làm một cái gì, không vận động gì hết, để mà gọi là sau đó khoảng cỡ một tháng sau thì mới đi hát trở lại được. Tại vì kiểu thứ nhất là mình đang rất là vui rồi, mình đang sướng đó, thứ hai là mình cũng còn chút năng lượng nữa dồn hết rồi, nên là hy vọng năm nay thì sẽ chuẩn bị sẽ thành công như năm rồi, để mà không sống có đi tour đâu, thành công trong năm 10 ngày. Sau 10 ngày sau đi ăn, 10 ngày sau rồi đi. Chị bạn Huệ, chị được bố trí nghe chị đồng nghiệp các bạn fan của bạn Quân vừa hỏi gì nhỉ? Cảm xúc là duy nhất còn là dạ vẫn chưa buông tha, không phải buông tha, nhưng mà Quân vừa nói lý do rồi là gì bác có vừa nói chị thấy cái sự yêu thương. Thứ hai là người hát với chị thì cũng nghĩ là Quân khá là rất là thân đó, nên là một thoải mái, là ví dụ như Quân sẽ khá là áp lực khi hát với chị Linh chẳng hạn, tại vì trước đó cũng có hát rồi nhưng mà chị Linh thì không có gần gũi như là những bạn còn trang lứa với mình đó, nên là khó. Với chị thì cho nên năm nay tôi sẽ bắt chị Mỹ Linh nhảy. Tôi không cần chị hát nhiều nữa, tôi sẽ bắt chị nhảy mí nhiều thế, sao mà mí nhiều thế? À, chị Trang xin lỗi. Ừ. Các cái mẹ các. Thì cảm xúc thì giờ đã cũng không có cảm xúc gì lắm. Cái mệt không, cái đập mệt quá rồi. Cái đập mệt quá. Ngồi với cả chị này từ nãy giờ thì cứ vỗ tay vỗ hết thôi. Thì cũng thực ra là rất là cái điều rất thật lòng, nó là rất là hạnh phúc. Không phải là show của mình, không phải concert của mình, nhưng mà vẫn thấy hạnh phúc vô cùng. Và có bất cứ một cái điều gì mình có thể làm được cho bạn mình thì mình sẽ làm hơn cả sức của mình. Đấy là cái mà chị luôn sẵn sàng đối với mình. Rất là mong là sẽ mang đến một cái gì đấy trầm buồn hay là tiêu thực không khí quen thuộc và một cái gì đó để bắt đầu gì đấy. Nhưng mà chắc chắn là sẽ hết mình sẽ động lắm. Cảm ơn các bạn. Đọc với mọi người cái sơ đồ bán vé của Sài Gòn và Hà Nội. Mọi người đọc đặt luôn. Đây là những giá vé của từ thấp lên đến cao nhất. Thì thấp nhất sẽ là 1 triệu đồng và cao nhất là 4 triệu đồng. So với năm ngoái thì nó có nhỉnh hơn một chút xíu. Thứ nhất là năm nay thì mọi người cũng hiểu là ekip sẽ làm to hơn và sẽ làm ở Phú Thọ. Thì thực ra cả ở Phú Thọ và cả ở bên và ở Hà Nội thì sẽ làm vào mùa hè. Thì mùa hè thì mọi người biết là rất là nóng, và thành ra là cả ekip năm nay cũng phải thêm rất là nhiều những cái chi phí để mà có thể cho khán giả những cái trải nghiệm tốt hơn về
về cái không khí, về và cũng như là cái sự đầu tư về âm thanh, ánh sáng cũng như là sân khấu. Thì sau khi Cơn Đau Đông đến, chúng tôi đưa ra cái mức giá này và cũng có làm cái số research nhỏ nhỏ, thì đồng ý thì mọi người cũng cho biết đây là một cái mức giá hợp lý để có thể đi xem show trong cái thời buổi mà kinh tế rất là khó khăn hiện nay. Thì mọi người có thể tham khảo qua, đây là sơ đồ của thành phố Hồ Chí Minh ạ. Để thấy đâu, chị ấy có một cái biệt thự 1.000 m² ở ngoài Huế. Và ông trợ lý của Phúc là nhà thì mẹ bán vàng, bán kim cương. Thì hai em thì đại loại thì cũng hơi lợi dụng, là có chuyện gì thì cũng xin chị Linh cho tụi em cầm cái căn biệt thự của chị và ra để mà làm concert. Còn xin anh Trí với lại Thanh Huyền cũng được. Thanh Huyền cũng nhiều nhà lắm nè. Trợ lý của Phúc thì có chuyện gì thì về cho mẹ bán vàng, bán kim cương lên. Rồi anh từ từ anh kiếm tiền trả lương lại sau. Anh xin phòng trà, anh xin phòng trà luôn đi. Đó, thì nói chung là trộm vía là nhà này trợ lý quản lý cũng có nhiều đất đai. Nên là cũng... Chứ ca sĩ là không có. Đúng rồi, giá đất sản xuất cũng không có gì. Đó, nên là... nếu mà mọi người có dịp tiếp thì dịp tiếp là Trung Quân còn quản lý biệt thự 1.000 m² nha mọi người. 2.000 hả? 2.000. Anh ăn mất của chị em 1.000 rồi. Ồ, lỗi. Chị em là quần chúa đó anh. Công nữ hả? Mọi người cho anh cái poster của Sài Gòn với Hà Nội cho mọi người nhìn lại cái... Cái khóa tủ này luôn. Ồ, trời ơi. Mẹ của Lâm là đi khắp thế giới luôn á em. Để tiệm dẹp cho con. Lại trở nên cũng đưa mình yêu như các em. Cà lẹ lắm, cà cái gì quá. Anh trả lời ra thì thật lòng là show năm ngoái thì không có lợi nhuận. Nhưng mà cái mà ekip nhận được thì rất là lớn, đó là mọi người thấy là giải thưởng WeChoice là một giải thưởng rất là danh giá mà được cái giải live concert của năm trong cái việc lần đầu tiên làm show lớn của cả hai anh em, thì mình nghĩ đó là nó còn hơn cả là tiền bạc mà hai anh em có thể đạt được. Đúng rồi, thì có một cái lời hứa với lại khán giả luôn, lúc đó là ngay tại họp báo của Quân, là lúc ra album thì có nói là nó đùa, lúc đó chưa còn không nghĩ là mình đạt giải nữa, là mình nghĩ chắc là sẽ được hạng nhì thôi. Thì cứ nói là nếu mình thắng giải WeChoice thì sẽ làm 1689, chỉ là một lời nói đùa thôi. Rồi sau đó thì cơ duyên là anh Trí anh kêu là Tây Phúc sao mày không làm cái tour. Thì thú thật là ban đầu cũng định làm cái tour, nhưng mà khảo sát địa điểm thì mọi người biết là Quân thì có cái biệt danh là Thánh Mưa, thì ekip cũng rất là sợ khi mà tổ chức ở ngoài trời, tức là khảo sát những địa điểm có thể tổ chức được với cái lượng khán giả đông thì bắt buộc là phải ngoài trời, Đà Lạt hay là Đà Nẵng hay là Hạ Long, thì thật sự là rất là áp lực. Cái chuyện là lỡ như là bạn này diễn rồi mưa thì cũng không có hay cho lắm, thì quanh đi quẩn lại là trong nhà vẫn là an toàn. Thì thành ra là quyết định là chỉ có ở Sài Gòn và Hà Nội mới đáp ứng đủ về capacity cho hai show. Về câu chuyện là thắng nên mới làm tiếp hay không thì cũng đúng, tức là vì năm ngoái là làm một cái show rất là thành công. Nhưng mà mọi người cũng tức là Phúc cũng muốn định nghĩa lại là trước đây thì mọi người hay bảo là live concert là chỉ dành cho 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm, thì mình nghĩ là cũng không nhất thiết phải có một cái suy nghĩ như vậy nữa. Bởi vì là ở Phúc thấy là ở nước ngoài, khi mà nghệ sĩ người ta có thể làm năm nay người ta làm tour, năm sau người ta cũng làm tour bình thường. Và quan trọng nhất là cái người nghệ sĩ đó và cái ekip của họ có đủ tự tin, là đủ cái lực để mang lại cho khán giả một cái show đàng hoàng tử tế hay không, với một cái mức giá hợp lý hay không. Chứ không phải cái câu chuyện là bạn 15 năm, 10 năm thì bạn mới làm một cái live show một lần. Thì quan điểm của ekip là như vậy. Và với cái live show năm nay 1689 thì ekip đầu tư còn nhiều hơn cả năm ngoái với về quy mô lẫn chất lượng. Nên là hy vọng là đây sẽ là một cái hy vọng thôi, sẽ kiếm lời được để mà bù lại cho với 1589 năm ngoái. Hả? À, kiếm lời để làm 1789. Xin cảm ơn. Thì ai cũng đòi hỏi nghe mới, nhưng mà mỗi khi nghe mới nó cũng lắc đầu. Chính chúng ta ngồi ở đây, nhiều khi chúng ta nghe một cái gì mà mới quá chúng ta cũng nói không vô rồi. Cho nên là khẳng định là sẽ không có mới. Có hay không? Dạ, không có gì mới. Còn về list bài
thì chắc chắn rằng là tôi chưa biết gì cả. Tại vì là phải còn 2 tuần nó mới bắt đầu học ekip. Và hiện bây giờ thì chỉ mới ở ở giai đoạn là công bố và mới có ý tưởng thôi. Còn có điều chắc chắn rằng là không thể nào thiếu những bài viết của Quân, và cũng không thể nào thiếu những bài trong album mới của Quân, bởi vì là có album mới và chắc chắn là bao nhiêu là bài mới rồi phải đúng không? Và tôi cũng hứa rằng là tôi không có phá cái bài phối nào trong đó cả, và xin xác nhận lại chút xíu là năm ngoái tôi không có đổi đánh phối nào cả, là bài phối gốc của Quân không ạ. À? Chỉ có điều là ra bài đánh live thì tôi chỉ chỉnh là chút xíu. Thêm chàng dây cho anh Trí được không anh? Nhắc cái này là không cần, đúng là nãy luôn chưa bắt đầu khi mà anh nói anh hôm nay tốt giùm em thì tự nhiên nhắc sao Phúc ơi, năm nay mày đủ tiền cho tao thêm đồ được không, thêm dàn dây, thêm mày nọ đấy. Bên nhà nhạc của anh 40 người qua đây cho anh tất cả 7 người nên sao hôm nay sao nhiêu người? Thực ra là năm nay có thể yên tâm làm để nói về âm nhạc thì sẽ cố gắng làm sao để tốt nhất cho cái show, bởi vì thực ra là cũng rút kinh nghiệm nhiều từ năm ngoái, và bản thân thực ra là năm ngoái chắc là khán giả chưa bao giờ sẽ có bao giờ gần ca sĩ nha mọi người, gần hơn một chút thôi một chút thôi. Muốn cột hả? Từ bây giờ để đôi cái cột lên nó có cột được nha. Không? Có cột nha. Có cột đúng hả? Đúng rồi. Có cột đúng hả? Anh đâu mình làm hết rồi, năm sau mình làm cái gì? Dạ, em cảm ơn chị Nhung ạ. Chị Nhung đúng không? Mọi người phải cảm thấy wow lên. Thực ra thì bản miếng thì cũng mọi người cũng biết Quân rồi, tức là mình có chuyện vui mà nó đến từ cái không khí tự nhiên xung quanh đó, và Quân thì thường là hay vớ và những cái diễn ra xung quanh mình để mà mang cái sự tích cực về cho mọi người thôi, chứ Quân thì cũng phải là một người giỏi ăn nói lắm. Dạ. Và nhan sắc ra thì không có gì hết. Ngoài ra thì mình nghĩ là cái múa cột đó cũng là một cái ID hay đó. Thật ra thì mình múa là mà còn đuôi mình đâu có thể mình đuôi cái cột đó, mình đuôi được thì mình tính sau, mà không thì mình múa thôi. Dạ. Đó thì Quân cũng giúp đỡ rất là nhiều, cũng mong muốn là nhiều người cũng có những mong muốn, tại vì năm ngoái mọi người đến 1589 thì mọi người sẽ thấy là Quân cũng có những cái gọi là những cái dàn dựng chương trình, những cái gọi là vũ đoàn hay những cái gọi là làm cái sân khấu rất là hoành tráng. Thì năm nay mình cũng muốn là mình sẽ có nhiều hơn những cái hình thức như vậy để mà sân khấu của mình nó ra một cái concert, nó mang hơi hướng của con người hơn một chút. Nếu mà không nghĩ là mọi người đến nghe hát Quân hát thì cũng là mọi người biết Quân hát tốt rồi. Là năm nay thì ông tôi nói thiệt mà, bởi vì năm nay thì muốn là sẽ làm được nhiều cái mới lạ hơn, vui vẻ hơn. Không nghĩ là múa cột cũng là một cái idea tốt, cũng sẽ xin lỗi mình là nhưng mà ai đáng tập múa cột có được không anh? Có cái cột nào? Chắc rồi đó, cái cột là múa hay không? Không có cột chưa? Anh nghĩ đây đang thử cái cột chưa được không? Được không? Được. Không thì mình sẽ có cách, mình chỉ cần mình muốn không? Thì Quân nghe tất cả các anh chị và các trong team của anh Quân một nốt lại rất rồi. Em tưởng nốt cái cục thôi. Rất được. Không rất được. Rất cái nốt. Rồi chiếu á, thì nói gì khó khăn thì. Thôi, đừng có gì khổ em nữa. Thì đó thì cũng nói là Quân cũng đang muốn tìm một cái, cũng đang sự cô vẻ, cũng đang nghĩ rất là nhiều cái hình thức dàn dựng sân khấu hay là những cái biểu diễn, cũng nghiên cứu rất là nhiều trên thế giới để mà mình có thể là mình lấy ít cho mình lấy học hỏi để đưa vào concert của mình. Quá hay. Vỗ tay. Chị sợ múa xong mọi người đứng đi về hết rồi. Em làm cái bổ sung thêm một cái. Em có điều kiện dữ lắm đúng không? Dạ không, thật ra là em thì nói lời không lời. Nói chung là mình lời được nhiều cái động lực, lời được cái nhiều cái tình cảm, và mình lời được cái sự bị ghiền đó chị. Thế là mình làm xong rồi, rồi em nói với anh Trí là em không làm đâu, nhưng mà trong lòng em ghiền lắm, em muốn làm lắm, tại vì sướng lắm. Mình có thể mình đứng lên sân khấu của mình hát ấy, những cái mình muốn, mình làm những cái mình thích, em có thể mặc một cái đọc ở trên đó cũng không ai nói được gì em luôn đấy, kiểu vậy. Thì mình được là chính mình rất là vui vẻ với ý kiến của mình, thì đó là cái mà em rất là muốn. Rất là em nghĩ là em truyền được rất là nhiều cái động lực cho những
anh chị nghệ sĩ văn đấy mời đi xem đó, là em thấy là mọi người cũng cũng rất là muốn làm những cái chương trình riêng của mình để cho âm nhạc Việt Nam mình nó khởi sắc hơn, thì đó là cái lời nhất. Dạ, rất mong là, nhưng mà năm nay thì không còn là lần đầu tiên nữa, liệu là cái hiệu ứng truyền thông cũng như là nội dung chương trình và tất cả mọi thứ mình tính toán như thế nào để có thể đủ sức hấp dẫn khán giả, những khán giả của năm ngoái quay lại và những khán giả mới nữa, thì cái chuyện mà làm liền đó đó mình cũng có hơi liều hay không? Dạ, yeah, chị Diệu Minh, thật ra là ekip cũng suy nghĩ rất là kỹ ở cái chuyện là làm liền liền hai show hay là cách một năm. Thì thật ra thì trước tiên là để nói về hiệu ứng truyền thông thì chắc là cũng phải nhờ những anh chị ở đây giúp đỡ tụi em. Cái tài khách cũ năm ngoái thì còn tắt của 15.000 khán giả đó em vẫn giữ. Nên là chắc chắn là sẽ có một cái cuộc là nhắn tin yêu thương chào mời đối với 15.000 khán giả đó. Và hơn phân nửa cái số lượng khán giả này quay trở lại là tụi em cũng đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Và bên cạnh đó thì cũng sẽ có, em cũng hy vọng là sẽ có những khán giả mới, bởi vì năm ngoái thực sự là sau khi tụi em kết thúc show xong thì rất là nhiều khán giả tiếc nuối là họ không có đi xem được, và họ cũng không có nghĩ là cái show nó sẽ hoành tráng và dữ dội như vậy, họ chỉ được xem những cái clip thôi, và họ cũng có được những cái request là hy vọng là sẽ có một cái show gần nhất như vậy để họ đi xem. Thì đó là cũng là cơm đo đong đếm cũng nhiều lý do mà tụi em mới quyết định, mà cũng trộm vía thì ở góc độ là không phải là ekip nha, mà là góc độ là người bán vé đứng vé, thì Trung Quân đối với em vẫn là tên tuổi ca sĩ trẻ bán vé tốt nhất hiện nay trong những cái ca sĩ mà em đang bán vé hàng ngày, thì Trung Quân em vẫn tự tin đây là một trong những ca sĩ trộm vía vẫn đang đứng vé tốt nhất về phía, nên là phía em cũng rất là cũng cảm thấy là mặc dù đương nhiên vẫn hơi rủi ro, nhưng em vẫn hy vọng là những cái cảm nhận của em là đúng. Là tụi em có bộ phận chăm sóc khách hàng. Là biết đâu mình sẽ nhận được. Đó là Trung Quân và Suboy, thì không biết là Trung Quân có thể tiết lộ một chút về cái mẹ hợp tác này không? Cảm ơn anh. Thật ra thì cũng trộm vía người dễ thuyết phục nhất chính là Thị Chi ạ. Dạ. Đây là cũng nghĩ là tại vì giống như là thân chị Quân với chị thân nhau, nên là khi mà nói một cái thì chị thì không ngại mà mỹ liền, và khó thuyết phục nhất thì Quân cũng thấy là không ai khó hết. Có Tràm thì hơi khó liên lạc trước, tại vì Tràm thì ở Mỹ, thì khi mà Quân liên lạc nhận phút liên lạc thì cũng hơi 50-50, tại vì là mình phải đợi Tràm suy nghĩ trả lời là lịch trình của bạn ấy như thế nào nữa. Còn chị Mỹ Linh với chị Hương thì các chị rất là dễ thương, và Quân với chị Hương thì cũng mới hợp tác với nhau trong một cái sản phẩm, nên là cũng thấy chị Hương với chị Linh đều rất là support. Còn Suboy thì là mọi người không biết thì Suboy và anh trai ruột của Quân này xưa đều trong công ty quản lý trí, thì Quân cũng gặp Suboy rất là nhiều ở ngoài, như là cho nên là nếu mà mình mời không được thì mình sẽ đưa anh Trí ra. Dạ. Con Trí là bù hộ mình. Dạ. Nên là cũng thấy là show này thì không khó lắm, không khó để mời lắm. Rất cảm ơn các chị, các bạn khách mời đã nhận lời tham gia và sponsor này của. Và hy vọng là các bạn, các chị sẽ mình sẽ nhảy tung tóe được không ạ? Dạ. Dạ, còn có hỏi gì không? Em thì em thấy em đang lo lắng với chị Mỹ Linh nhất. Tại vì chị Linh chỉ giọng của chị quá khỏe đi. Là mình cũng đang rất là lo xem là... Tại vì thực sự là trước giờ thì chưa có một cái show diễn nào mà được khác nhiều với chị Linh hết. Cho nên là mình cũng chưa có hiểu được chị Linh muốn gì, thích cái gì. Nhưng mà dạo gần đây khi mà gặp chị Linh thì mình thấy chị Linh bây giờ tư tưởng chị Linh rất là khác. Sau cuộc thi chị đẹp, chị Linh bây giờ như một cô gái mới lớn, kiểu rất là dễ thương, rất là kiểu nice. Và hôm đầu Quân có hỏi, Quân có hỏi Quân tính toán có một cái tiết mục gọi là Quân hỏi chị Linh là chị Linh, Quân hỏi chị Linh nhảy không, nhảy thì bình thường có gì đâu em, bây giờ chị là main dancer rồi, chị Linh nói vậy. Thì Quân mới hỏi là chị ơi, nếu giả dụ em muốn có một tiết mục tăng ca của em với chị Hương thì chị nghĩ thế nào? Thì chị Linh bảo là nhưng mà Hương có chịu không?
thì tức là chị Linh thì rất là thoải mái và dễ chịu, và chị Hương cũng càng dễ chịu. Nhưng cảm thấy là lần này đi mời khách mời đó nó đỡ gian nan hơn năm ngoái. Dạ, năm ngoái mời khách mời gian nan hơn nhiều đấy. Đứa nào có ăn hai luôn đấy. Không, không nên khai ngay, có nên khai không ta? Rồi ạ. À, năm ngoái thì lần đầu tiên đã thôi, nói chung là em kiếp em nhà em cũng khổ sở lắm mọi người đó, nên là hy vọng rất là cảm ơn các chị và các bạn đã được mời khách mời cho show của Quốc Trạch. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.